Thì công ty Missouri đó vừa gửi cho thường một cái email liên quan đến những cái thông tin những cái lập luận là tại sao chúng ta đang nằm trong cái tình trạng là thiếu hụt Bitcoin. Đây là một cái tình trạng mà thường đã chia sẻ cũng nhiều video nhưng mà cái bài viết này thì cũng tổng hợp lại những điều mà chúng ta biết cũng như những điều mà chúng ta chưa có biết liên quan đến tình hình mà thiếu hụt Bitcoin và những cái lập luận trong năm 2021 như thế nào. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển nếu như mà các bạn chưa có theo dõi thuần capital trên cái mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như liên quan tới facebook twitter và telegram thì dựa theo lập luận này của Missouri đó thì trong năm tới đây chúng ta sẽ tiếp tục thấy cái tình hình là Bitcoin sẽ bị thiếu hụt tại vì cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn và chúng ta sẽ thấy những Bitcoin này nằm trong những cái ví chữ lạnh và nằm trong ví lạnh trong thời gian dài hạn cho nên sẽ dẫn đến là cái số lượng Bitcoin có trên thị trường ngày lại càng khan hiếm đi cái số lượng Bitcoin được đào ra sẽ không có đủ để mà cung cấp cho cái nguồn nhu cầu và nhiều bạn thì nói là những tổ chức đầu tư lớn như người mà mua cái số lượng Bitcoin họ sẽ mua thông qua OTC những cái sàn mà giao dịch thỏa thuận á, thỏa thuận trong ngoài đó. Đương nhiên đó là sự thật. Nếu như các bạn mua cái số lượng lớn thì đương nhiên không lý do gì mà các bạn lên trên sàn để mà mua. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là sàn OTC không phải là một cái sàn mà vô đáy, có nghĩa là lúc nào cũng có sẵn Bitcoin để mà bán. Họ phải đi tìm người bán và không phải lúc nào cũng có sẵn và cái số lượng bán cũng có hạn cho nên cuối cùng cũng sẽ đẩy một số những tổ chức đầu tư lớn, nhà đầu tư mà muốn có được Bitcoin phải lên trên sàn thông thường để mà mua. Thì đây là một triển lập luận mà được đưa ra trong bài viết này cũng như là một số những chi tiết thì các bạn thấy được là mở đầu thì Missouri nói là cái phần trăm lạm phát của Bitcoin đừng có nói tới là cái số tiền bao nhiêu chỉ nói tới cái phần trăm lạm phát thật sự mà được đưa ra từ cục viên công Hoa Kỳ mà thấy là cục viên công Hoa Kỳ lúc nào cũng nói là phần trăm lạm phát là một phần trăm dưới hai phần trăm nhưng mà trên căn bản phần trăm lạm phát thật sự trên thị trường không phải như vậy các bạn đi chợ các bạn đi mua đồ vật các bạn có đã biết là 100 đô bây giờ so với 100 đô 10 năm trước là khác nhau như thế nào các bạn mua được những gì thì mình cũng đã hiểu là phần trăm lạm phát trên căn bản cao hơn là phần trăm lạm phát mà Fed cùng với các Hoa Kỳ nói rất là nhiều thì tại sao mà Fed lại có cái cách nói là thường là để phần trăm lạm phát thấp hơn là thực sự tại vì họ không muốn mọi người hoảng sợ khi mà thấy phần trăm lạm phát quá cao thứ nhì nữa là ở Hoa Kỳ này có rất là nhiều những cái phúc lợi xã hội là dựa vào phần trăm lạm phát mà Fed đưa ra có nghĩa là các bạn ăn phúc lợi xã hội đó thì khi mà phần trăm lạm phát là hai phần trăm thì các bạn cũng thấy được cái sự tăng trưởng trong phúc lợi xã hội tại vì phúc lợi xã hội thì đi theo phần trăm lạm phát cho nên khi mà fed đưa phần trăm lạm phát cao sẽ dẫn đến là những cái phúc lợi xã hội đó cũng phải chi thêm nhiều tiền cho nên nó có rất nhiều những cái lý do tại sao mà fed và chính phủ thường là muốn đẩy phần trăm lạm phát đi xuống họ lúc nào cũng muốn nói phần trăm lạm phát thấp hơn là thực sự như thế nào thì chỉ nói tới phần trăm lạm phát mà được chia sẻ bởi Fed thôi đó thì Missouri mở đầu nói là cái phần trăm lạm phát của BTC có thể còn thấp hơn là phần trăm lạm phát thực sự của Fed trong năm tới đây chứ mà quên đã biết là Fed thì đưa ra một cái lý thuyết bây giờ gọi là phần trăm lạm phát trung bình có nghĩa là những năm trước đây thì họ đưa những thông báo là phần trăm lạm phát là dưới một phần trăm dưới hai phần trăm thì sau này những năm sau này họ có thể là đưa phần trăm lạm phát cao hơn là hai phần trăm hai phần trăm là cái phần trăm lạm phát gọi là phần trăm lạm phát ấn định của Hoa Kỳ thì họ muốn đưa phần trăm lạm phát cao hơn nhưng mà trên trung bình thì vẫn là hai phần trăm hay là dưới hai phần trăm thì đây là một cách mà thường chia sẻ của bạn là một cái cách tính rất là an giang nhưng mà cũng không quan trọng tại vì năm sau phần trăm lạm phát của fed có thể là hơn hai phần trăm nhưng mà các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay phần trăm lạm phát của bitcoin đã giảm xuống chỉ còn có hai sáu phần trăm mà thôi và giảm liên tục các bạn thấy được là từ tháng 5 sau khi có bitcoin halving bình thì càng hai phần trăm lạm phát sẽ càng giảm và mỗi bốn năm phần trăm lạm phát lại sẽ tiếp tục giảm và tiếp tục giảm tại vì cái số lượng bitcoin ra đời một block sẽ bị giảm đi phân nửa khoảng chừng là mỗi bốn năm chúng ta cũng đã biết đây là hiện tượng bitcoin halving thì phần trăm lạm phát 2,6 này của bitcoin có thể là còn thấp hơn là fed rất là nhiều năm sau đây là điều đầu tiên được chia sẻ bởi Missouri Thứ nhì nữa là chúng ta thấy được là gần đây chúng ta lại nhận được liên tục nhiều thông tin như là hôm qua thường chia sẻ là công ty Mass Mutual một trong những cái công ty lâu đời hầu như là thường nhớ là cái số lượng năm mà Mass Mutual có mặt trên thị trường đã lên tới 169 năm và công ty Mass Mutual này là một công ty mà bán bảo hiểm mà nhiều bạn cũng đã biết công ty Mass Mutual này và nếu như chúng ta lại tiếp tục thấy càng nhiều càng nhiều những công ty như là Mass Mutual mà có thể nói là mua cái số lượng là 100 triệu đô la Bitcoin thì đối với một người bình thường là một con số không thể tưởng được, một cái số lượng tiền quá lớn. Nhưng mà khi các bạn nói đến công ty tài chính lớn mà quản lý là cả trăm tỷ, thậm chí là cả nghìn tỷ thì 100 triệu thật sự nó chỉ là một con số nhỏ trong cái chu mô của họ mà thôi. Thì những công ty này họ thể lấy cái số tiền nhỏ này tính theo phần trăm của công ty để mà đa dạng hóa bằng cách là đầu tư Bitcoin. Mà nếu như mà nhiều công ty như vậy thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ tạo một cái áp lực mua rất là lớn đối với Bitcoin và thường đã chia sẻ trong cái video gần đây là chúng ta có rất nhiều dẫn chứng trên mạng lưới Bitcoin cho thấy được là cái số lượng Bitcoin được rời khỏi sàn gần đây là đến từ những cái ví mà rút tiền mà trong đó có nhiều Bitcoin. Thì chúng ta nói tới cái tài liệu liên quan tới thời gian năm 2021 này thì cái nhu cầu sẽ cao hơn là nguồn cung của Bitcoin. Các bạn thấy được là những công ty lớn bây giờ thì Missouri gọi là Big Three nghĩa là ba công ty lớn mà hầu như là một tên tuổi mà ai cũng biết trong thị trường này Grayscale Grayscale bây giờ đã đang lưu trữ 10 tỷ đô la trong cái quỹ đầu tư Bitcoin của họ Họ đang quản lý số tiền là 10 tỷ đô la Có nghĩa là khoảng 3% của tất cả Bitcoin trên thị trường bây giờ nằm trong quỹ đầu tư của công ty Grayscale Đây là công ty đầu tiên Công ty thứ nhì là công ty Square Công ty Square bây giờ đã lưu trữ 1% của cái tổng số tiền nằm trên ngân khố của công ty này Bằng cách là mua cái số lượng các bạn nói nhớ là 50 triệu đô la Bitcoin cái đây không lâu và công ty PayPal là một công ty mà đã bắt đầu hỗ trợ những cái khách hàng của họ trên ứng dụng PayPal mua và bán crypto trong đó đương nhiên là có Bitcoin và bắt đầu là thời gian không nhớ là cách đây một tháng và sẽ tiếp tục có thêm nhiều người tham gia vào công ty PayPal trong thời gian tới đây và hai công ty này đó công ty PayPal thì có 364 triệu người sử dụng và 26 triệu những cái doanh nghiệp đang sử dụng công ty PayPal này và nếu như tính theo là xếp hạng ngân hàng đó thì công ty phi này đứng hạng thứ 20 với tổng cái số lượng mà họ giải quyết các giao dịch lên tới 658 tỷ đô la còn công ty Square thì có 30 triệu người sử dụng có 2 triệu những doanh nghiệp đang sử dụng cái ứng dụng này và giải quyết cái giao dịch đó là 106 tỷ đô la tổng cộng thì Missouri đưa lập luận đó là những cái số tiền những cái đồng Bitcoin mà rời khỏi sang giao dịch trong những gần đây đó là sẽ đi vào những cái ví mà sẽ không thấy mặt trời trong vòng năm tới 10 năm tới đây những cái ví đó là những cái ví mà của những công ty như là PayPal, Square, Rayscale tại vì họ mua họ để đó để mà họ bán cho những cái người mà khách hàng của họ các bạn thấy được là họ sẽ không có di chuyển số tiền này để mà bán trên thị trường trong thời gian dài tại vì đây là một cái kinh doanh của công ty rồi chứ không phải là công ty này là mua bán bitcoin để kiếm lời mà bitcoin trở thành một loại hàng hóa mà họ lưu trữ trong công ty của họ và chúng ta chỉ nghe nói tới những công ty này thôi còn những ngân hàng lớn hơn như thế nào các bạn thấy chúng ta vẫn chưa nghe nói tới những công ty như là phải đeo đi Goldman Sachs, JP Morgan, DBS nhiều ngân hàng khác bây giờ thì họ sẽ mua ở đâu nếu như mà sau này cái số lượng Bitcoin càng ngày càng ít đi trên sàn giao dịch thì các bạn có thể thấy được là cái nguồn cầu sẽ là một áp lực rất lớn dẫn đến giá cả tăng lên trong năm 2021 và một trong những cái yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến là nếu như mà Bitcoin thực sự là càng ngày trở thành một cái mảng đầu tư lớn trong thị trường Wall Street thì có thể dẫn đến là có nhiều những cái Bitcoin giấy ra đời. Thì Bitcoin giấy là gì? Bitcoin giấy là những cái Bitcoin họ gọi là Bitcoin bán thống mà không Bitcoin nước sau lưng. Chúng ta cũng thấy trên thị trường tài chính bây giờ là có rất nhiều những quỹ đầu tư. Những quỹ đầu tư này đã tuy gọi là quỹ đầu tư vàng nhưng mà sau lưng họ không có vàng. Họ chỉ đơn giản là một cái công cụ mà đi theo giá vàng mà thôi Và công cụ này vẫn được nhiều người mua bán bình thường thì sau này nếu như mà bitcoin trở thành một cái công cụ tài chính thì một trong những cái nguy hiểm là có thể là những cái tổ chức đầu tư sẽ có những bịch kêu giấy ở trên sàn nhưng mà cái giấy này sẽ không có bịch đứng sau lưng nhưng mà tới lúc đó thì cái sự thâm nhập của bitcoin vào trong thị trường tài chính cũng đã rất là cao rồi giá cả lúc đó cũng đã có cái sự tiến triển như là nhiều bạn mong đợi có nghĩa là trên 100.000 ngàn đô và đây chúng ta chỉ nói riêng về những công ty thôi còn về những cái quốc gia như thế nào thì dựa theo thông tin từ Missouri đó thì chúng ta bây giờ tuy là thấy Bitcoin vẫn chưa có phải là cái giá mà gọi là qua 20.000 đô, một cái giá mà nhiều người coi là cái giá cao nhất. Mặc dù là Bitcoin trên thực tế đó thì trên những sàn giao dịch các bạn thấy được là không phải là 20.000 đô mà cái giá cao nhất từ trước tới bây giờ là tùy theo sàn. Có sàn là 19.600 đô, có sàn là 10 9.900 đô như là sàn Coinbase hay là những sàn như Binance tôi so nhớ là 19.600 đô là giá cao nhất của năm 2017 Cho nên khi mà Bitcoin lên tới 19.800 mấy đô trong gần đây đó Thì coi như là cái giá cao nhất trong lịch sử của Bitcoin khi ta so sánh với những cái đồng như là à, đồng đô la, đồng euro, đồng bảng Anh, đồng Nhật Bản vân vân. Và đương nhiên chúng ta so với lại những cái tiền mà có cái phần trăm lạm phát cao như là đồng Turkish hay là đồng Brazilian real, đồng Argentine peso, đồng Iranian real đồng Indian Rupee, đồng Russian Ruble và đồng South African nghĩa là Nam Phi, đồng Rand thì so với những cái đồng này thì Bitcoin cái giá bây giờ trong những quốc gia này thì đã là ở mức cao đỉnh rồi Nhưng mà so với những người mà sống ở những quốc gia như là Hoa Kỳ hay là châu Âu thì vẫn nghĩ Bitcoin cần phải phá 2.000 20 đô Nhưng cái điều quan trọng ở đây là sẽ có rất nhiều những quốc gia bắt đầu nhìn Bitcoin với một cái cặp mắt khác Các bạn thấy được là trong năm nay thôi chúng ta đã thấy những quốc gia như là Iran đã đưa ra cái quyết định là sẽ lưu trữ Bitcoin cho nhân khối của họ thì đây là cái bước tiến tới mà chúng ta nói tới rất là nhiều Từ năm 2017 đó thì thường đã chia sẻ với các bạn Là Bitcoin sẽ đi từng bước từng bước Nghĩa là bắt đầu là đi vào thị trường tài chính Chúng ta có những cái sản phẩm như là hợp đồng tương lai trên những cái sàn lớn Sau đó chúng ta thấy được là nhiều công ty sẽ lưu trữ Bitcoin Như là một cái loại tài sản trong công ty Và bước kế tiếp sẽ là những quốc gia lưu trữ Bitcoin như là một tài sản trong công ty Nhưng mà các bạn thấy được là cái quốc gia đầu tiên mà đưa ra thông báo này là chính là quốc gia Iran thì có thể là không được tốt lắm tại vì Iran là một cái quốc gia mà đang bị trừng phạt kinh tế cho nên Iran không phải là một cái đại diện tốt cho Bitcoin chúng ta không muốn Iran sử dụng Bitcoin để mà tránh những cái trừng phạt kinh tế mà chúng ta muốn những quốc gia mà tốt hơn nhưng mà ít ra cũng có một quốc gia đã công khai nói là đang lưu trữ Bitcoin trong ngân khối của mình mặc dù là thường nghĩ là có những quốc gia đã làm điều này chỉ là họ không thông báo chính thức mà thôi cho nên trong năm 2021 này đã dựa theo lập luận của Missouri thì sẽ là một năm rất là tốt về mặt giá cả của Bitcoin chỉ đơn giản là nhìn vào nguồn cung, nguồn cầu mà thôi và Bitcoin càng ngày càng khan hiếm hơn. Đây chúng ta chỉ nói tới là cái tình hình bây giờ chúng ta không có nói tới là những cái mà chúng ta đã chia sẻ trước đây như là cái số lượng Bitcoin đã bị mất rất là nhiều. Các bạn thấy được là những năm đầu tiên của Bitcoin thì rất có nhiều Bitcoin được đào ra nhưng mà không có giá trị. Cho nên những ổ cứng đó người ta đã bỏ đi rất là nhiều. Các bạn có nên nhớ là năm 2017 đó khi mà giá Bitcoin tăng mạnh đó, thì đã có một người có đi gì Bitcoin lưu trữ trong ổ cứng của mình nhưng mà đã bị bỏ đi cho nên đã quyên góp được hay nhớ là 6 triệu đô la để mà đi tới cái nơi mà bỏ rác này để kiếm lại cái máy di tính của mình để mà hồi phục lại những Bitcoin đó nhưng mà cuối cùng cũng không hồi phục lại được và bản thân thường cũng biết một số bạn bè có số lượng Bitcoin như là 6 đồng Bitcoin hay là 10 đồng Bitcoin nhưng mà bây giờ cũng không biết ở đâu tại vì họ đã xóa cái laptop của mình khi mà họ bán laptop đó trên mạng cho nên những Bitcoin đó hoàn toàn bị biến mất và không ai có thể lấy lời được các bạn thấy được là vẫn còn ở trên mạng blockchain nhưng mà sẽ không còn khóa cá nhân cho nên không ai di chuyển được cho nên cái số lượng bitcoin mà bị mất đi ấy, ước tính ấy, là tới 4 triệu bitcoin tùy theo các bạn nhìn vào cái nguồn nào có nghĩa là số lượng bitcoin bây giờ các bạn thấy trên màn hình ấy, thì lưu thông chúng ta nhìn vào trên coin gecko đi thì lưu thông các bạn thấy được là khoảng 18,5 triệu nhưng mà trên căn bản nhiều người nói là cái số lượng thực sự mà có thể được di chuyển nó chỉ có là 14,5 triệu mà thôi tại vì khoảng chừng 4 triệu đã mất đi đương chúng ta không có biết được những cái đồng Bitcoin nào bị mất đi thì làm sao mà người ta chứng nó được là bao nhiêu đồng Bitcoin đã bị mất đi của cá nhân thì bằng cách là họ nhìn vào những cái đồng Bitcoin mà hầu như là không di chuyển trong dòng hầu như là từ lúc mà Bitcoin ra đời tới bây giờ những cái đồng đó là không di chuyển mặc dù giá cả lên giá cả đi xuống thì Bitcoin vẫn đứng yên một chỗ thì người ta cho là những Bitcoin đã bị mất đi một là cái khóa cá nhân uh, trong máy tính đã bị mất còn hai là những người đó đã qua đời và không ai biết được khóa cá nhân là ở đâu cho nên những Bitcoin đó coi như là đã không được tính Cho nên cái số lượng Bitcoin thật sự trên sàn Trên thị trường ít hơn là con số rất là nhiều Đây là cái thông tin liên quan đến tại sao mà Missouri nghĩ là năm 2021 Sẽ là một năm rất là tốt cho Bitcoin Khi chúng ta chỉ nhìn vào những cái tài liệu liên quan đến cung nguồn cầu Và tình hình chung của những cái tổ chức đầu tư muốn có được Bitcoin Và tình lạm phát này là như thế nào Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái thông tin này Các bạn có cảm gì thì hãy để lại cái comment ở phía dưới Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào Các bạn bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái thông tin Như là liên quan đến sàn Margin FX hay là sàn Binance quốc tế Đây là một sàn mà các bạn có thể giao dịch spot, giao dịch thông thường hay là giao dịch future Hợp đồng tương lai các bạn có thể giảm 20% phí giao dịch bằng cách là bấm vào cái link đăng ký Thì các bạn sẽ thấy được ở phía dưới sẽ để kickback rate 20% thì những bạn nào có ý thú có thể tìm hiểu và bạn chỉ cần đăng ký một trong hai cái link này thì sẽ được hưởng ưu đãi cho cả hai spot và futures hay là sàn binance us đây là một sàn mà hỗ trợ những trader ở hoa kỳ sàn margin bybit sàn coinbase có thể mua bán crypto sàn remitano thì cũng tương tự hay là dùng blockfi đây là một cái ứng dụng các bạn có thể gửi tiền để có thể được nhận lại hàng tháng và có thể nhận được bonus lên tới 250 đô các bạn bấm vào link ở phía dưới để xem thêm chi tiết và những mà nào mà đang ủng hộ Thuận Capital bằng cách sử dụng những cái link này thì Thuận đang thành lập một cái nhóm hỗ trợ để các bạn có thể tham gia vào khi các bạn gặp trục trặc. Khi mà sử dụng những cái link này, Thuận sẽ có thông báo trong thời gian sớm nhất có thể. Và đây là những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.